Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mời anh chị em ngồi. Hallelujah. Vừa rồi tôi trong khi dâng hiến nhắc nhở anh chị em số tiền đó giống như hạt giống, nó rất là quan trọng. Tôi nhớ lại khi tôi cưới vợ xong năm 2000. Trước đó khi mà tôi đính hôn có nói vợ rằng anh lấy em làm vợ. Và anh nhớ rằng sau khi cưới anh không ở Đức đâu, anh sẽ quay trở lại Moscow sống đấy. Cô nói rằng được thôi. Rất ngây thơ gật đầu. Và lúc đó tôi nhìn thấy vợ tôi khi gật đầu làm vợ và sống tại Nga cùng với tôi. Và lúc đó tôi không biết thời gian bao nhiêu sống tại Nga, có thể sống cho đến chết tại Nga. Tôi nhìn thấy gánh nặng từ tôi chuyển sang cho cô đấy hơn một nửa. Tôi nói là hơn một nửa. Bởi vì người vợ, người mục sư trong hội thánh, chăm sóc hội thánh. Người vợ mục sư cũng làm việc cho hội thánh. Bên cạnh đó lại còn chăm sóc cả chồng nữa. Thành ra gánh nặng nhiều hơn ông chồng phải gánh. Khi tôi nhìn thấy gánh nặng hơn một nửa trao đổ trên đầu cô ấy, tôi ngồi tôi khóc. Và đến lúc đó đó vợ tôi tưởng rằng tôi cảm động vì có vợ. Sau này tôi kể lại chả phải cảm động vì có vợ, vì anh thương em. Cái ngây thơ của em không hiểu được em đang gắn với con người nào. Chúng tôi sang Nga sống, tôi nhớ lại một cái tháng nọ khi đưa tiền lương của mục sư cho vợ. Cô ngồi cô tính trên máy tính một hồi, cô quay sang cô nói: anh ơi, sau khi trừ 1/10 hết thảy các khoản mà hứa dâng, chúng ta tháng này mỗi tuần gia đình mình hai vợ chồng ăn 6 cái bắp cải. Tiền chỉ mua đủ 6 cái bắp cải mỗi một tuần. Tôi hỏi thế tiền anh vừa đưa cho em đâu rồi? Cô nói rằng trừ 1/10 và tiền hứa dâng các khoản chia ra cho 4, số tiền còn lại chỉ mua được 6 cái bắp cải mỗi một tuần. Tôi nói làm sao mà khổ như vậy được, làm sao sống nổi, mà hết tiền còn lại ra ăn 2 tuần đầu đi. Cô nói rằng không, ăn hết như vậy 2 tuần sau ăn bằng cái gì. Tôi mới suy nghĩ một hồi và nói rằng bây giờ em xem lại tiền mình, lương của anh trừ đi tất cả các khoản như vậy, và mình cần thêm trong số tiền lương của anh thêm khoảng bao nhiêu tiền nữa. Cô tính một hồi, cô rất vâng lời. Tính một hồi xong cô nói rằng: anh ạ, tiền lương của anh cộng lại trừ các khoản mình phải thêm 100 đô nữa thì mới đủ sống. Đây là tiền tối thiểu. Tôi nói rằng lại đây. Hồi đấy vợ tôi tưởng là tôi có quỹ đen. Tôi bây giờ thánh kinh Matthew đoạn 18. Tôi không biết câu chuyện của tôi đang kể đây cái ai cần tại đây, nhưng mà Chúa nhắc cho tôi phải kể cho anh chị nghe câu chuyện này. Ai cần câu chuyện này, bạn hãy tiếp nhận nó và phải thực tập làm theo. Tôi giờ Matthew đoạn 18 đọc cho vợ nghe rằng: nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin thì cha ta trên trời sẽ ban cho các ngươi. Tôi cầm tay vợ của tôi. Cô sau này nói thú thật lúc đó cô không tin. Vì bên này thiếu tiền có xã hội rồi, thiếu tiền là có nhà nước lo rồi, thiếu tiền là có papa cho rồi. Thế cô có ít khi cô cầu xin Chúa về tiền. Tôi cầm tay vợ tôi và nói: cha ơi, tiền lương của con cần thêm 100 đô mỗi một tháng nữa. Chúa hãy ban cho chúng con hạt giống chúng con đã từng gieo bao nhiêu năm. Con muốn có mùa gặt trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mỗi một tháng xin 100 đô thêm. Bạn nói, bạn có thể ngồi đây nói rằng ông đang kể chuyện cổ tích à? Dạ, yeah, có thể bạn cho là chuyện cổ tích. Nhưng mà chúng tôi đã sống trong chuyện cổ tích đó 7 năm tại Nga đấy. Nói xong rồi, cầu nguyện xong rồi tôi nói rằng bây giờ đồng ý với anh đưa hết thảy số tiền mua 24 cái bắp cải để ăn vào tuần thứ nhất và tuần thứ hai được không? Cô nói rằng ok. Hết một tuần thứ nhất, tiền cạn dần mà 100 đô vẫn chưa thấy đâu. Đến nửa tuần sau rồi vẫn không có tiền đâu mà tiền chuẩn bị hết rồi. Vợ tôi nói: anh ơi, vẫn chưa thấy tiền à? 100 đô đâu? Tôi suy nghĩ mà không biết bây giờ kiếm ra đâu ra tiền, vì đã nói với vợ rồi. Lắng nghe tôi này. Trong đầu con người lúc đó tôi nghĩ rằng hay là vay tạm ai đó 100 đô để ít ra cho vợ. Mình thấy rằng là lời cầu nguyện được nhậm. Mình cũng là con người mà, sợ là bị hớ. Tôi tiếp tục cầu nguyện, chờ đợi cho đến ngày thứ 6. Nhóm tế bào đang ngồi, nhóm tế bào như vậy có một cú điện thoại nói rằng: mục sư ơi, tớ nhận quà từ Việt Nam gửi sang. Tôi bảo thôi quà gì, chủ nhật cũng được. Vì tôi nghĩ rằng mực khô với lại mấy cái bánh gọi là bột đậu xanh rồng vàng gì đó đến chủ nhật lấy cũng được. Cậu nói rằng không, mục sư đừng nghĩ như vậy, nó có một cái phong bì từ Việt Nam gửi sang. Chúng tôi chạy tới, cậu đưa cái phong bì. Tôi bảo cái này cái gì? Cậu nói rằng có một gia đình ở Việt Nam gửi tặng gia đình mục sư 100 đô la. Tôi bảo 100 đô la chở củi về rừng à? Ở Nga hay gửi tiền về giúp họ, bây giờ họ lại gửi tiền giúp ngược lại sao?
em không biết, nhưng mà người ta gửi một cái phong bì. Tôi mới nói vợ tôi, em hãy nhận lấy, cậu đấy cậu mang đưa cho vợ tôi. Vợ tôi giải ra nhìn $100, nói với tôi rằng lúc đó nó tương đương với $5,000, nó quá quý. Mấy ngày sau cô không dám đổi tiền để đi tiêu nữa cơ. Vì là câu trả lời từ trời. Câu chuyện chưa hết nha. 7 năm sau liên tục 12 tháng nhân với 7, 84 tháng cho tới ngày chúng tôi đặt chân định cư trở lại Đức này, thì $100 đó mới dừng lại. Tôi nhắc lại nha, thằng con của tôi Danny nó sống á, tôi và vợ tôi sống là nhờ phép lạ từ trời đó anh chị em. Thời gian nếu ai đó cấm anh chị em dâng hiến tiền bạc, và cấm anh chị em về chuyện gieo vào gặt và nói rằng điều này không đúng, tôi nói đó là từ ma quỷ chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên anh chị em, phép lạ xảy ra nếu như chúng ta sẵn sàng tin vào Đức Chúa Trời. Khổng Minh ngước mắt lên trời, khi mưa đổ xuống, tướng đối phương bỏ chạy, ông la lên rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Giỏi đến như vậy mà đến lúc con người chúng ta cần lắm lạy trời cho mưa. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói, chúng ta cùng nhau tin vào Đức Chúa Trời. Hãy cùng tôi bước vào câu chuyện cổ tích thần tiên mà nó trên thực tế đã xảy ra trên rất nhiều những con người tại đây. Hãy bước vào mà xem, bạn sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác lạ. Hãy bước vào mà xem, bạn nhìn thấy Chúa thật là tuyệt vời. Có một câu chuyện nọ, một anh chàng khi thức dậy buổi sáng thấy nhà mình mất ngựa, vợ khóc bù lu bù loa lên, hàng xóm sang chia buồn với anh ta. Anh ta bảo tôi chả có gì mà buồn, cảm tạ Chúa vì mất ngựa. Người ta nói rằng tên này A Quy tự kỳ ám thị. Và có nhiều người họ nói rằng Chúa Giêsu dạy rằng trong mọi sự hãy tạ ơn, đó là cái gọi là tự kỳ ám thị. Anh chàng này anh ấy có Chúa mà, anh nói rằng cảm tạ Chúa trong mọi sự, nếu mà mất ngựa này con cũng cảm tạ Chúa vì mất ngựa. Mà người ta bảo là điên khùng. Câu chuyện nó kể tiếp này, sau 2 tuần sau, anh ở miền núi mà, con ngựa của anh ấy lọ mọ quay về, dẫn theo con ngựa cái chửa, dẫn theo một con ngựa cái rừng chửa mang về. Không biết chúng nó đánh bạc từ lúc nào rồi mà bây giờ nó đã chửa rồi. Nó là câu chuyện mà mở đầu đề tài ngày hôm nay tôi muốn giảng, trong mọi sự hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Nào hãy cùng tôi bật lên câu Thánh Kinh sách Luca đoạn 10. Tại sao anh chàng đó có thể cảm tạ Chúa mặc dù mất con ngựa quý giá đó? Bởi anh ta biết một điều quan trọng hơn, nó là nền tảng của niềm vui. Đó là mất gì thì mất, nhưng tôi vẫn là con cái Đức Chúa Trời. Con trai tôi có một lần tại Grunau mất cái Nintendo. Nó mất cái đó và nó rất là buồn. Thời gian sau tôi ra ôm nó nói, con ơi, con ba mẹ mà. Nó mới hiểu ra rằng cái Nintendo đó là ba mẹ mua cho con. Còn ba mẹ thì còn mọi sự, đâu sợ gì, đâu buồn gì vì chuyện mất mát đó. Câu Thánh Kinh kể lại, 70 môn đồ về cách vui vẻ thưa rằng, sau khi Chúa gửi 70 người đi truyền giảng khắp mọi nơi, lạy Chúa vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Hãy nhắc lại cùng tôi, không gì làm hại các ngươi được. Trong tay tôi đây có chiếc nhẫn bằng vàng, nhẫn cưới, tôi đã đeo nó hơn 16 năm. Ngày cưới đó vợ tôi trao cho tôi, cái nhẫn này bằng vàng. Biết bao nhiêu bụi, biết bao nhiêu nước bẩn, biết bao nhiêu khi tôi rửa bát, nó vẫn không bị gì. Khi nhìn vào nhẫn vàng này, mình có thể nói rằng không nước bẩn nào làm hại được tới ngươi. Bởi vì nó được làm từ bằng vàng, không phải bằng tôn và bằng sắt. Nó không gì được. Thật ra nếu chúng ta có Chúa và chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong, chúng ta là con của Ngài, thì lời của Chúa nói rằng mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân không gì làm hại các ngươi được, là như vậy đó. Ma quỷ không sợ tài năng của bạn, ma quỷ không sợ cơ bắp của bạn, ma quỷ không sợ bạn giỏi nhất thế giới này kiểu Schumacher. Schumacher luôn luôn đi xe mô tô đua chạy hàng đầu, nhưng rồi có một lần khi trượt
tuyết trong kỳ nghỉ mùa đông. Chỉ cần một cái lệch tâm thôi. Điều mà ông ta không thể ngờ được, cái mà ông ta đã từng mạnh mẽ điều khiển chiếc xe ô tô đó, thì nay cái chân trượt đó ông ta không thể lái nổi, bị văng ra khỏi quỹ đạo, trượt đầu đập vào một tảng đá. Sau nhiều năm rồi, đến bây giờ vẫn nằm trong coma. Tai nạn nó có thể đến bất kỳ chúng ta lúc nào, nhưng ở đây lời Chúa nói rằng khi bạn là con cái của Đức Chúa Trời thì ma quỷ không thể làm hại chúng ta được, bởi vì chúng ta có một bảo hiểm. Bảo hiểm này bảo hiểm toàn phần, không phải chỉ hai chiều, mà bảo hiểm này tứ chiều, bao bọc xung quanh bạn. Vì sao? Bởi vì câu số 20, dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên của các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì sao? Một tin vui cho bạn, khi mà bạn xưng Giê-xu là Chúa đời sống của bạn, mời Ngài làm Chúa đời sống của mình, thì bạn lúc đó có giấy khai sinh từ trời. Bất kỳ một đứa trẻ nào sinh ra tại nước Đức này, một con giấy tờ bố mẹ là Đức, thì lập tức nó là công dân nước Đức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù mẹ nó có mang nó sang bên Nga hay về Việt Nam cách cảng 10.000 km thì nó không bao giờ mất quyền công dân nước Đức. Nước Đức phải có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình kể cả cách 10.000 km. Ai đụng vào những người đó lập tức điều quân tới để giải giáp con người đó khi bị bắt làm con tin. Bởi vậy cho nên dù có thể mất hết mọi sự anh chị em, nhưng hãy vui vì tên của bạn, tên của tôi không bị gạch khỏi sách của sự sống. Ở trên thiên đàng, bạn đã có giấy khai sinh rồi. Amen. Amen anh chị em. Như vậy, chúng ta đang ngồi tại đây, bạn và tôi có song tịch. Vừa là công dân dưới đất này, lại vừa có công dân thiên quốc. Và Chúa luôn sai thiên sứ của Ngài bảo vệ mỗi chúng ta. Amen. Amen. Hỡi những con cái Đức Chúa Trời, hãy nở nụ cười thật là tươi với người lân cận nào. Nha. Câu kinh thánh tiếp theo. Mấy con ngồi nghe bài giảng một tiếng Việt hiểu hết không? Vừa rồi ngồi bàn lại với nhau và bắt đầu trong tương lai đó, rất là sớm hội thánh sẽ có song ngữ. Và khi có song ngữ tiếng Đức rồi đó thì các con sẽ không còn mất thời gian để tra vào cái handy nữa. Một sự hy vọng là các con tra trong đó là kinh thánh thật chứ không phải những trò chơi. Dạ, được không? Dạ, xin chúc ban phước cho vì cái tuổi đó, tuổi rất là quan trọng. Dạ, cảm ơn chị. Câu kinh thánh thứ hai, anh chị em muốn cho hội thánh có song ngữ không? Anh chị em có muốn cho hội thánh song ngữ không? Thế mà có nhiều người đã chống tôi cái đấy hơn một năm rồi đấy. Họ nói rằng là bài giảng cần có nước mắm cho chúng tôi. Tôi nói rằng nhưng mà các con chúng ta sẽ không bao giờ hiểu gì hết đấy. Họ nói rằng phải dạy chúng nó bằng tiếng Việt. Tôi nói rằng các con của chúng ta cần đức tin, sự cứu rỗi trước, sau đó tiếng Việt sau. Vì sao? Bởi vì vợ tôi khi mà yêu tôi tỏ tình, cô còn không hiểu tiếng Việt cơ. Miễn là cô có đức tin và được cứu rỗi đều quan trọng, còn hết thảy mọi sự sau đó sẽ sửa lại hết. Amen. Amen. Thật ra xin anh chị em hãy cùng tôi đồng lòng và cầu nguyện cùng để xin Chúa cho bên cạnh bài giảng mà tôi đứng tại đây một người khác, không phải dịch qua tay nghe đâu, mà dịch ngay tại chỗ này này, để cho những con cái chúng ta và những người Đức nữa họ thấy rằng chúng ta không phải phân biệt chủng tộc, chơi kiểu quân khu người Việt Nam là nhất. Amen. Nào chúng ta cùng nhau xem lại câu thánh kinh Tê-sa-lô-ni-ca hạ 1 đoạn 5. Lời Chúa dạy rằng hỡi anh em, xin anh em hãy kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dạy và bảo anh em. Đọc lại câu kinh thánh cho kỹ nha. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dạy và bảo anh em. Là kẻ tuân theo Chúa. Nếu ai đó dẫn bạn đi sai đường mà không theo lời của Chúa, chả nhẽ bạn cũng điều mình như chẳng có. Người ta đang chở bạn đi xuống di vực, bạn nói rằng stop, mục sư ơi stop, đang xuống vực. Tôi quay lại nói rằng tôi là mục sư phải vâng phục.
Chị quay ra nói với chồng của con là phải vâng phục ngồi tiếp. 5 phút sau là đi rồi đấy. Hãy kính trọng kẻ có công khó cho vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Thật ra tôi ước ao trong tương lai hội thánh chúng ta, mỗi một người tại đây được nghe lời Chúa, được học lời Chúa nhiều hơn. Khóa tín lý cơ bản cần phải được lặp lại, khóa nền tảng cần phải được lặp lại. Vừa rồi có anh Ái đưa cho tôi một tập, ở đó có 2.000 câu thánh kinh hay là 2.000 câu hỏi. Tôi ngồi tôi đọc và bắt đầu tập trả lời để xem mức độ của mình tới đâu. Anh chị em ơi, tôi ước ao sắp tới sẽ in ra. Anh chị em mang những bộ đó về nhà, dở thánh kinh ra cùng nhau học ở nhà. Bởi vì nó giúp chúng ta càng hiểu biết lời Chúa hơn. Dân sự của ta bị hủy diệt nếu như thiếu sự hiểu biết lời của Ngài. Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy đồng rúp của Nga, tôi đưa đồng rúp giả ra, bạn làm sao phân biệt được? Nếu bạn chưa bao giờ đọc kinh thánh, người ta cứ vác những câu gì đó ra giảng và nói rằng lời Chúa phán, suốt ngày lời Chúa phán, mà bạn không hề biết lời Chúa là thế nào thì làm sao phân biệt được? Bởi vậy cho nên, nào, hơi con cái Đức Chúa Trời kể cả tôi nữa, chúng ta cùng nhau ra khỏi giai đoạn ấu trĩ của thuộc linh, bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Lời Chúa dạy chúng ta tiếp tục: hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm, hãy ở cho hòa thuận với nhau. Câu 14: nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Ở đây Chúa liệt kê ra trong hội thánh có 4 đối tượng mà cần 4 loại thuốc khác nhau mà phải đúng chứ không cho thuốc nhầm. Loại đầu tiên đó là ăn ở bậy bạ thì không thể yên ủi được. Mọi người hiểu không? Kẻ ăn ở bậy bạ thì phải răn bảo. Kẻ ngã lòng thì chúng ta cần phải lấy đá ném, đúng không? Không. Có những người chúng ta làm sai, khi người ta ngã lòng thì là đến phán xét. Khi họ ăn ở bậy bạ thì đến nâng đỡ. Khi họ nói xấu người khác thì đến nâng đỡ. Ở đây lời Chúa nói: hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, hãy yên ủi những kẻ ngã lòng, hãy nâng đỡ những kẻ yếu đuối, và phải nhịn nhục đối với mọi người. Có nghĩa là phải nhịn nhục đối với nhiều người mới đến lần đầu trong hội thánh. Họ có thể mặc váy ngắn tới đây này vì thiếu vải. Họ có thể vẫn ra ngoài toilet hút thuốc xong phả hơi ra. Hãy nhịn nhục với họ, bởi vì tôi đã từng là người như vậy. Hãy nhịn nhục với những sự văng tục của họ khi họ mới. Kể cả họ mới tin Chúa đấy, sau vài ba tuần họ vẫn có những cái gì mà bạn không thể chịu nổi, mà bạn phải đến 4 năm mới thay đổi được. Bây giờ bạn đòi hỏi họ 2 tuần phải thay đổi. Chúng ta cùng nhau thay đổi, nhìn lại mình. Amen. Thật ra tại sao cuộc đời này lại luôn luôn cho bạn một cái gương ở trong nhà là như vậy đó. Hãy nhìn vào gương để thấy mình trước, rồi sau đó mới thấy người khác sau. Amen. Hãy cẩn thận, đừng chỉ tay như vậy. Bởi vì có 3 ngón khác đang chỉ vào mặt bạn đấy. Đổ xoay. Bàn tay của bạn có 3 ngón đang chỉ vào mặt bạn đây. Đừng chỉ tay vội. Amen. Tôi nói với anh chị em, bạn đang ngồi tại đây là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không nói những kẻ không còn ngồi tại đây nữa, họ không yêu mến Chúa. Hãy cẩn thận, đừng phân bì họ. Vì sẽ có ngày họ quay trở lại. Lắng nghe tôi nói này. Sẽ có ngày họ quay trở lại. Hãy chuẩn bị tấm lòng của mình, hãy chuẩn bị những cơ hội để mà đón tiếp họ. Đừng xét đoán vì một cớ gì đó, một sự hiểu biết thiếu nào đó, hoặc vì cớ chúng ta làm một điều gì đó mà họ trở nên những con người như vậy. Rồi một ngày nào đó Chúa sẽ thay đổi họ. Rồi họ ăn, họ đến gặp gỡ lại, họ tới gặp gỡ mỗi chúng ta. Đừng lấy giày đập vào mặt họ nữa. Amen. Chúng ta xử với họ thế nào thì chúng ta sẽ gặt lại những điều chúng ta xử như vậy. Amen. Amen anh chị em. Họ cũng là anh em của mình. Amen. Đừng cực đoan. Có nhiều khi chúng ta phỉ báng hội cực đoan mà mình lại là cực đoan. Chúng ta chỉ trích hội thánh khác là truyền thống mà mình thì lại đang truyền thống nặng. Họ truyền thống kiểu của họ, còn mình truyền thống giơ tay. Khi giơ tay vỗ tay mà không hiểu làm cái gì
chỉ bắt chiếc, thì đó là cũng một dạng truyền thống. Amen. Hay quay sang cần nói rằng chúng ta cần phải nhận biết chân lý. Amen. Tiếp theo, hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác. Người ta đã ném phân vào người bạn rồi thì bạn đừng bốc phân ném lại vào tay bạn thôi. Mọi người hiểu không? Phân chưa trúng bạn mà trúng nhà thôi, mà nó tức quá lấy cục phân rồi ném lại. Bạn ném rồi mắt nhắm mắt mở ném đúng tường của bạn, sau đó bạn thấy tay vừa thối, tường vừa thối, nhà vừa thối, nó chỉ ném một phát vào nhà của bạn có một cái chỗ thối thôi. Bây giờ bạn ném nhầm với cùng tay bạn thối này, tường bạn thối này, chân sàn nhà thối nữa. Thôi, đừng có lấy ác mà báo ác. Người ta chửi bạn, bạn đừng chửi lại mà miệng của bạn bẩn trước rồi. Amen. Hallelujah. Có gì đâu. Một câu nói, xin mời, tôi không chấp những câu nói đó. Tôi còn nhiều việc cần phải làm, tôi còn nhiều thứ cần phải làm. Bao nhiêu con người cần. Và lời Chúa nói rằng đừng lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng hãy phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu chúng ta là như vậy. Hallelujah. Hãy cảm ơn Chúa trong mọi sự anh chị em. Câu Kinh Thánh thứ 3, tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Trước đây một tháng trước, trong một giấc ngủ tôi nhìn thấy một giấc mơ. Giấc mơ đó là có một cái búa lấy từ ngón tay của tôi và vợ tôi hai chiếc nhẫn cưới, và đập nát không thương tiếc. Rút cái nhẫn này của tôi và rút cái nhẫn của vợ tôi và lấy cái búa đó đập không thương tiếc. Trong lúc ngủ như vậy tôi nhìn thấy vỡ tan rồi. Và bỗng nhiên một cái hình ảnh tiếp theo sau khi cái búa nó rút đi rồi, thì có một bàn tay, tôi nhìn rõ không biết có dấu đinh hay không, bàn tay đó vun lại cái đống vàng bị vỡ vụn đó, cho vào một cái lò nung lại cho nó chảy ra. Rồi tất cả những cái vàng chảy đó nó vun lên phía trên những cái chất cặn, chỉ còn lại đọng phía dưới là vàng ròng, mới đổ vào một cái khuôn để mang tới một cái nhẫn tròn trịnh. Tôi mới choàng tỉnh dậy, hỏi Chúa giấc mơ đó có nghĩa là gì. Chúa giải thích cho tôi rằng họ muốn đập vỡ hôn nhân của con, nhưng ta biến sự đập vỡ đó để cho hôn nhân của con thành vàng ròng hơn. Trong cả tính cách của ngươi và vợ ngươi nữa, nó quẹn lại với nhau, không chỉ trong tình cảm gia đình mà còn phải trong chức vụ nữa. Và từ đó tôi mới hiểu ra rằng hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự. Phải chăng Chúa lấy tôi là than đá, đưa xuống một nơi thật là sâu, ở đó tăng nhiệt độ và áp suất, tôi la hét ở trong ngục tối đó. Đâu có biết được rằng sau một thời gian, than đá đó đã trở thành kim cương. Than đá cộng với áp lực ra kim cương. Vì vậy cho nên Joseph đã bị tống vào ngục, và tại nơi đó Chúa đã huấn luyện thay đổi để đưa Joseph trở thành thủ tướng. Hãy quay sang người lân cận nói rằng hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự. Anh chị em đã mệt chưa? Chưa mệt à? Nếu đọc thêm một câu Kinh Thánh nữa được không? Dạ. Yeah. Tiếp theo câu Cô-rinh-tô 1 đoạn 11. Chúng ta học cách cảm tạ Chúa. Đây là ông Phao-lô nói này. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, phải có sự chia rẽ, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Đọc lại này. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó,
Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đẳng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Bạn ơi, nếu như bạn đang lẩm bẩm vì sự khó khăn của bạn, tôi nói với bạn thay đổi đi. Hãy cảm tạ Chúa vì sự khó khăn. Bạn nói rằng có thể bạn rơi trong tình trạng đang lẩm bẩm bởi vì kẻ mà có chuyện khúc khắc với bạn bỗng nhiên lại được thành công, đang tìm cách để mà hạ thấp bạn. Thay vào lẩm bẩm, hãy cảm tạ Chúa đi. Bởi vì cả khó khăn và cả thành công, nó là hai loại thuốc thử lòng người. Tôi nhắc lại này, cả khó khăn và cả thành công, nó là hai loại thuốc thử lòng người. Có những kẻ đã vượt ra khỏi bài toán khó khăn, họ trung thành được, nhưng tới khi thành công họ không trung thành nổi nữa. Có những kẻ thành công thì bám vào, nhưng khi khó khăn lập tức phản bội. Thành ra Chúa đưa chúng ta qua lửa, Chúa đưa chúng ta qua nước, cái đó là phép thử con người đó anh chị em. Để bạn vừa cứng, bạn lại vừa mềm đủ, để cho bạn có thể chịu nổi mọi hoàn cảnh. Tôi rất thích hình ảnh Việt Nam là cây tre. Nó không phải là cây đa, không phải cây thông. Hình ảnh cây tre, người ta muốn bẻ gãy cây tre, kéo mạnh nó xuống đất như vậy, cây tre nó cong mình, không gãy vì nó mềm. Nó không phải là thân thẳng, nó có từng khúc như vậy, để có thể uốn mình theo sức mạnh của những kẻ muốn bẹp nó. Nhưng khi kẻ đó thả cây tre ra, mọi người biết nó làm gì không? Đập ngược trở lại. Cây tre đó người ta có thể vót nó thành cây trông. Cây tre đó có thể ngâm ở dưới ao nhiều năm nhiều tháng mà nó trở thành những loài mà làm móng nhà mà không hề mục. Bởi vậy cho nên bạn ơi, hãy cảm tạ Chúa vì khó khăn, hãy cảm tạ Chúa vì thành công nữa. Amen. Vì nó là phép thử đó anh chị em. Nó không phải thử người khác đâu, mà thử chính bạn nữa đây. Có rất nhiều những cặp vợ chồng chung thủy khi con trai cắn đôi, nhưng khi có biệt thự rồi thì chia đôi. Một nửa là của tao, một nửa của mày. Mỗi người đi một nẻo. Thành công họ không còn hạnh phúc nữa. Bởi vậy cho nên anh chị em, chúng ta hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự và bắt đầu kiểm tra mình trước. Khi Chúa có ơn, mình có thể là học trò ngồi nghe chăm chú lắm. Nhưng khi bắt đầu có một chút ơn nào rồi là lập tức bắt đầu là con người khác đấy. Mọi người hiểu không ạ? Khi chồng với con là công nhân, vợ thấy chồng đơn sơ lắm. Ngày nào cũng thấy anh yêu em. Nếu đầu lên quản đốc rồi là thấy về nhà ăn kiểu quản đốc đấy. Thế mày vẫn chưa mang đồ ăn cho tao à? Đấy kiểu giọng quản đốc đấy. Con người thay đổi lắm. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải kiểm tra lại mình thường xuyên. Lời Chúa là nhiệt kế để đo lòng người. Sự khó khăn và thành công là bài thi để thi lòng con người có đỗ hay không. Quay sang người lân cận nói, cái này dành cho tôi đấy. Cảm ơn Chúa. Dạ, có một câu kinh thánh nữa. Tôi xin đọc, sau đó chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh. Công vụ đoạn 2 nói về hội thánh Berlin sắp tới. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các thánh đồ. Ở đây tôi muốn chỉ cho anh chị em 5 cột trụ của hội thánh mà chúng ta cần phải xây dựng hội thánh trên 5 cột trụ này. 1 là lời dạy của các sứ đồ. 2 sự thông công của anh em và lễ bẻ bánh. 3 sự cầu nguyện. 4 là sự truyền giảng kèm theo dấu kỳ và phép lạ. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chúng. Ồ, làm sao để có bức ảnh này nhỉ? Dường như đây là chế độ cộng sản mà biết bao nhiêu con người ước ao đấy. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, mang hết thảy tiền bạc tới, cộng sản là cộng tài sản lại.
Chỉ có khi nào có Chúa ở bên trong đây này thì mới có những con người như vậy được. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ và thật thà. Ngợi khen Đức Chúa Trời, thứ năm đó là sự ngợi khen tôn vinh Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Tôi cầu xin Chúa cho từ nay cho tới ngày chúng ta có năm mới, Chúa sẽ cứu mỗi ngày thêm người vào hội thánh, để cho trong vòng 60 ngày tới, số lượng người mà đã mất sẽ bù đắp lại y chang. Và Chúa Ngài sẽ làm điều đó bởi phép lạ của Ngài. Câu số 46, ngày nào, câu 46, ngày nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ còn ở nhà, đó là xây dựng qua hai cái cánh. Anh chị em có tay phải, tay trái, đại bàng có cánh phải, cánh trái. Nếu như một cánh bị cụt, mọi người biết nó đi đâu không? Có nhiều người tin Chúa đó, là cả hai cánh đều không có. Người là đến nhóm thờ phượng chủ nhật cũng không có, mà tế bào cũng không có. Thành ra là đi suốt ngày xin cánh cụt như vậy này. Chỉ đến ngày Giáng sinh với ngày Phục sinh thôi. Chúng ta có những người chỉ đến ngày chủ nhật thôi, và không có tương giao, không có nhóm tế bào, bay vòng tròn. Có những người chỉ đến nhóm tế bào thôi mà không đến thờ phượng Chúa ngày chủ nhật, cũng chỉ quay vòng tròn thôi. Ở đây lời Chúa nói rằng ngày nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Tôi ước ao bức tranh này ở hội thánh Berlin trong tương lai. Chúng ta ăn chung với nhau, các nhóm tế bào gom góp chung lại với nhau. Kết thúc buổi nhóm ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ăn chung với nhau. Mỗi một ngày chủ nhật chúng ta cùng nhau mang đồ ăn tới, ăn chung với nhau. Mọi người hiểu không? Để con chúng ta đó, nó cùng ăn chung với chúng nó với nhau nữa. Ai biết được đó, đứa nào là con rể, đứa nào là con dâu của bạn trong tương lai. Nhá. Rồi bạn trò chuyện với nhau, bạn biết được nhau. Cái đó là cái vui vẻ lắm. Khi chúng ta ngồi ăn chung với nhau đó, người Việt Nam mình á, mở miệng là mở lòng. Há miệng ra nhai á, là lòng nó cũng mở ra, nó kể cho nhau nghe những chuyện này chuyện kia. Và hết thảy những cái hiểu sai, hết thảy những cái mà gây sự phức phạm sẽ bị phá vỡ. Amen. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.